rồi sống lưng rồi. Đi chữa, nhưng mà tại vì hồi đó chưa biết đi chữa ở nhiều cái cơ sở khác á, thì họ kéo bằng những cái máy, họ kéo rất chết là rồi, nặng, mà kéo ở khúc trên, còn dưới là nó bị dồn để đệm xương. Rồi rồi lại một số cơ sở để chỉnh xương thì họ chỉnh không có đúng, tức là họ cho những cái nhân viên của họ đào tạo đâu qua loa, đâu có một vài tuần thôi, và họ đỡ xương, bây giờ rút cuộc đó là cái đốt sống cổ của em mà nó chạy qua tới gần bên vai luôn. Thành ra bây giờ cái cuộc sống em nói chung là nó dứt dứt giống như là ok dạ. Thành ra cũng đây cũng là một cái nhân cái cơ hội để nói tới nhiều bệnh nhân khác mà họ chưa biết, thì họ mới cẩn thận trong vấn đề chữa trị, muốn nói tới mọi người như vậy. Rồi bây giờ trước hết em lại là ngay chỗ này đo cái cổ trước nha. Dạ. Dạ, 1m8 59. Ngồi xuống đi. Dạ. Ngồi thường xuyên, ngồi lâu quá ha. Dạ. Rồi bị vậy là bắt đầu năm nào? Em bị khi em bắt đầu đau là từ năm 2045. Dạ, rồi cũng đi chữa cũng lâu hết, nhưng mà khi mà em đau cuộc sống là nó đau xuống cái chân này. Rồi. Thì đi khám mà bác sĩ gọi như là bác sĩ cứ kêu là bị viêm thần kinh tọa rồi cho uống thuốc giảm đau. Và đây cũng là một điều muốn nói tất cả mọi người là các bác sĩ chỉ cho uống thuốc giảm đau để mình hết đau. Nhưng mà thực ra cái bệnh nó tiến triển ngầm. Nó ngầm cho đến khi em không đi được nữa là cuộc sống là bị lệch, thì lúc đó đi chữa thì cũng đi đúng chuyên khoa, nhưng mà bác sĩ họ không am hiểu hết. Họ chữa những cái nó rất là nguy hiểm, và bây giờ cái cuộc sống em nó rất là tệ. Nó thậm chí như là thấy đem một cái máy rất là tối tân, là nhưng mà bác sĩ họ kéo mình, họ rất là vội kéo, họ kéo coi như là... Như máy nó không có khôn. Dạ, với lại cho máy là... cho cái máy gọi là quá luôn cái y lần luôn. Cho nên kéo em rút cuộc là lúc đó thì nó rất là khi nó giãn là nó hết đau ngay. Nhưng mà cái tác hại nó vô cùng, vô cùng đó. Thành em muốn nói với tất cả mọi người, kể cả những người chưa biết là những người ở đây, em muốn nói hết. Rồi đi bác sĩ Mỹ nè. Dạ không, em không đi bác sĩ Mỹ. Ở bác sĩ gọi là cái Mỹ. Mê thuốc Hoa Kỳ. Đó, Hoa Kỳ là đó. Ở đường... Kỳ là Mỹ của Mỹ. Dạ, đó. Cái phương pháp đó ở ngay đường Hoa Mai. Đó. Em cũng xin nói luôn là bác sĩ đó điều cho điều trị cho các cô là chỉ có vài tuần cho đến một tháng, mà đẩy xương em là coi như là tan hoang luôn, không còn cái gì luôn. Dạ. Rồi rất sao liều mạng tới đây? Dạ không, cái này là khi con gái em á, nó nghiên cứu về mang mạch, cháu là thực sự các chú cậu cũng đi theo hành yêu khoa, thì cháu nghiên cứu trên mạng và cháu dạ. Suối mẹ đi rồi đi. Dạ. Bây giờ cái đi đứng được có khó khăn không? Dạ em tập hàng ngày cho nên đi đứng thì không khó khăn, nhưng mà có điều là máu nó không có lưu thông từ cái cơ, khi mà mình chỉnh xương không đúng á, cái cơ nó bị bó. Rồi đúng rồi, đứng dậy đi. Rồi quay lưng lại. Rồi vòng tay lên, rồi vòng tay đi lên. Đó, ok, ngon lành, cái này rất là tập luyện. Ha, rồi quay cái này lên. Rồi người ngon lành rồi để thấy lên, rồi tay qua. Quá đẹp. Ok. Không, vậy thì chỉ tập thường xuyên. Thôi, bên này tôi làm cho nó méo luôn. Tại vì nó méo bên kia, bên này méo bên nọ. Rồi, qua lại đây. Trong khi thì làm, mọi người lấy chữ ký của tôi nhé. Mọi chữ ký không làm được. Biết đại, biết ở cái tên của tôi có ký. Ghê ha. Rồi tay này. Rồi bây giờ cử động coi nghe nó sao rồi. Nghe nó sao rồi. Nghe đã rồi, nằm xuống đây. Bên này tôi dùng cái máy của tôi kéo.
đây đâu vậy? Máy này gỗ cần gần kilo phải không? Để xích tới đây chút. Đó, qua lại. Đắp. Thế, thả lỏng đi điện sạc. Coi tôi đây. Rồi, đây bên kia. Nhớ là khi mình đẩy này là đẩy lên nha, nè, chứ không phải ấn xuống, nè, nghe không? Rồi quay đầu lại đi. Rồi mấy ngày nay có nhìn đói không? Xong rồi, tốt rồi. Rồi, bước lên to lại. Rồi, quay đo lại đi. Một mét tám, một mét sáu, nãy hơn vân. 1m60. Rồi rồi. Mình nhận 1m59 à? Dạ. 1m60. Cảm ơn thầy rất là nhiều. Ở đây bây giờ rất tình hình sao rồi, nghe sao rồi? Dạ, hôm nay nó nhẹ bên cái vai, với lại cuộc sống thẳng như nó nhẹ, nó rời ra được. Nó ok rồi không? Thôi, được rồi. Rồi, xong rồi. Hốp đi anh em, chùm gam nào anh em. Khỏe bên trong, đẹp bên ngoài, phòng ngừa bệnh, tăng đề kháng, giúp ăn ngon, ngủ ngon, tiêu hóa tốt. Liên hệ khóa học theo điện thoại Sài Gòn 0918 133 635, Hà Nội 0326 811 258. Để có trong tay đá chườm gan cặp đá diệu kỳ đến tận cửa nhà, bạn hãy liên hệ thành phố Hồ Chí Minh và các khu vực phía Nam, điện thoại 0858002299 hoặc 0937853823. Hà Nội và các khu vực phía Bắc, điện thoại 0832186688 hoặc 0983581652.